Thưa quý vị, Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Tổng thống Syria. Tổng thống Syria, anh trai ông và hai quan chức cấp cao khác đã bị Pháp ban hành lệnh bắt giữ quốc tế về việc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm chống lại dân thường ở Syria. Lệnh bắt giữ được đưa ra sau cuộc điều tra hình sự về các vụ tấn công hóa học ở thị trấn Douma và quận Đông Ghouta vào tháng 8 năm 2013, khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng. Syria phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng một cuộc điều tra chung trước đó của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học cho thấy chính phủ Syria đã sử dụng chất độc thần kinh sarin trong một cuộc tấn công vào tháng 4 năm 2017. Lực lượng quân sự Syria đã bị cáo buộc tiến hành hàng chục vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trong suốt thời gian xảy ra nội chiến tại quốc gia Trung Đông này, trong đó bao gồm vụ tấn công đẫm máu vào hồi tháng 4 tại thành phố Khan Sheikhoun. Một chiếc chiến đấu cơ của quân đội Damascus đã thả chất độc sarin xuống thị trấn Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib, khiến cho hơn 80 thường dân bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong bản báo cáo thứ 14 kể từ năm 2011, Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận 33 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Thủ tướng Canada yêu cầu việc Israel giết kẻ sơ sinh ở Gaza phải chấm dứt. Thủ tướng Canada là Justin Trudeau đã kêu gọi Israel ngừng giết trẻ em, gây nên phản ứng giận dữ từ đồng cấp Israel là Benjamin Netanyahu. Ông Trudeau cho biết rằng việc giết phụ nữ trẻ em ở dải Gaza bị bao vây phải kết thúc. Canada đã khẳng định rằng Israel có quyền tự vệ trước Hamas sau khi nhóm Palestine tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, làm chết 1.200 người. Tuy nhiên, Canada cũng tỏ ra lo ngại ngày càng tăng về số người chết trong khu vực bị tàn phá và bị bao vây, nơi mà hơn 11.200 người Palestine đã bị Israel giết từ khi xung đột bắt đầu. Ông cũng cho biết có khoảng 350 công dân Canada và gia đình đã được di tản khỏi Gaza. Các tổ chức quyền lợi quốc tế đã nói rằng các cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện nên được điều tra như là tội ác chiến tranh. Trung Quốc cho rằng Tokyo nên giải quyết những lo ngại về việc xả nước ở Fukushima. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Tokyo nên giải quyết những lo ngại về việc đã xả nước ở Fukushima. Trong những tháng gần đây, kế hoạch xả nước từ Fukushima đã nhận được nhiều chỉ trích từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập cảng hải sản lớn nhất của Nhật Bản, nhưng mà những bài đăng và hashtag nói về thực phẩm Nhật Bản có phóng xạ cần tẩy chay đang tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc. Khách hàng tại các nhà hàng và siêu thị Nhật Bản tại Bắc Kinh cho biết họ tán thành việc chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn, cho rằng việc xả nước có thể gây ra nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe của con người. Số ca nhập viện mới vì COVID-19 ngày càng tăng. Hơn 16.200 ca nhập viện mới vì COVID-19 đã được báo cáo vào hôm tuần trước. Các chuyên gia sẽ theo dõi bước nhảy vọt vì nó có khả năng báo hiệu sự bắt đầu của một làn sóng virus corona vào mùa thu và mùa đông trên cả nước. Theo một cuộc khảo sát từ chính phủ liên bang, gần 15% người Hoa Kỳ trưởng thành đã nhận được mũi tiêm ngừa COVID-19 cập nhật. Trong khi ba loại virus đường hô hấp đang lan rộng khắp Hoa Kỳ, các chuyên gia y tế ở một số thành phố và tiểu bang lớn đang kêu gọi người dân đeo khẩu trang ở trong nhà lẫn nơi công cộng, vì đây là cách tốt nhất để mà giảm thiểu nguy cơ ngã bệnh vào mùa đông. Trong vài tuần qua, thì bệnh COVID-19, cúm và RSV đã khiến cho hàng triệu người bị bệnh. Cơ quan CDC khuyên những người sống ở các khu vực có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao nên đeo khẩu trang ở trong nhà. Dịch cúm gia cầm lan rộng thêm 6 quận hạt ở tiểu bang Iowa. Thống đốc tiểu bang Iowa đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi giới chức nông nghiệp kết luận vừa có thêm 6 quận hạt mới thuộc tiểu bang Iowa có trường hợp xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm. Lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay lập tức tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. Thống đốc khẳng định dù dịch cúm gia cầm chưa gây nguy hiểm đối với sức khỏe của con người, nhưng mà chính quyền tiểu bang sẽ thực thi những biện pháp phòng ngừa một cách nghiêm túc. Tiểu bang Iowa, nơi sản xuất và cung cấp trứng lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ, đã trở thành tiểu bang ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp vì cúm gia cầm bùng phát. Một bản tin nói về lời khuyên bỏ hút thuốc lá từ chính phủ. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ công bố, cho thấy nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và so với hiện tại thì cứ 3 người hút thuốc lá sẽ có một người chết vào năm 2030. Theo báo cáo dày 688 trang, thiệt hại kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng, mặc dù chính phủ đã áp dụng các biện pháp để giảm thiểu số người sử dụng thuốc lá. Báo cáo cũng đề nghị hạn chế thuốc lá bằng các chính sách hiệu quả như là tăng thuế và tăng giá bán thuốc lá.
hơn 80% số ca tử vong xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.